less conversation, a little more action, please. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more fight, a little less fun, a little less fight, a little more fun. Close your mouth, open up your heart, and baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Kính thưa quý vị, Công Thành. Cảm tạ tất cả quý vị đã trở lại với chương trình Công Thành Show Halloween Night ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, cũng như là các ca sĩ từ nãy giờ hát xong rồi, bây giờ đi hết rồi, không còn ai hết. Và hôm nay là cảm thấy có ca sĩ Như Thủy vừa mới đến. Xin mời Như Thủy, come on, Như Thủy. Và kính các ca sĩ Thảo Sương. Thảo Sương đâu rồi? Tại vì ai cũng đến đây là tại vì muốn đến cái là ăn trước xong rồi mới hát sau, thành ra Thảo Sương sẽ có mặt một lát nữa, kính thưa quý vị. Và sau đây để xin trở lại với chương trình, thầy xin được hân hạnh giới thiệu với quý vị Hoàng Thanh. Come on Hoàng Thanh, let's go. Đây Thanh, ok Thảo Sương, em ngồi đây đi. Em để cái tay xuống. Kính thưa quý vị, chương trình Hoàng Thanh thì gửi đến một ca khúc rất là dễ thương, ca khúc được mang tên là Sợi Tơ. Tiếng khóc không vơi được nỗi sầu đâu em, nước mắt hôm đêm là chuối ngày. Đừng buồn nghe em, đừng sầu nghe em. Tình yêu là những ngôi sao bay vèo trong đêm. Hãy biết hôm nay đang còn nhau đây, cứ lỡ mai sau thì trôi vào đắng cay. Tiếc nuối thêm chi, hãy cố quên đi. Anh cố quên đi bao nhiêu chuyện từng làm nên. Ôi, đời là đại dương. Hey.
chào anh. Úi trời, quá đẹp. Tôi hút cổ em người. Em là Dracula phải không? Dracula đẹp. Đúng, lát này em gặp Carol Kim là em chết liền. Bây giờ Thành xin mạn phép Thành đi xuống chút xíu. Thành thấy có cái bàn. Cái bàn này có các chị ngồi mà Thành thấy quá đẹp luôn. À, có ai chiếu vào đây cho anh cái không? Có thấy không? Em là gì vậy? Em hả? Em là Vegas showgirl. Em là cái... Anh nói thiệt em đó hả? Cái tướng như em đó, em là gì cũng được. Quá đẹp. Còn em là... Cowgirl. Em là evil. Evil. Úi giời, mắt ông này còn ghê hơn. Dracula. Ok, pilot. Kính thưa quý vị, đây là pilot. Một em pilot không quân. Pilot. Yes. And you? Hippie. You are what? A hippie. A hippie. Come on, turn around, please. You know, I'm talking about hippie. That's my time. You're too young for a hippie, I'm telling you. Kính thưa quý vị, hôm nay Thành thấy Hoàng Thanh cũng là Dracula, mà ở đằng sau là Henry Chúc cũng là Dracula. Thì chỉ có một người này có thể diệt được hai anh đó. Đó là bà sơ Carol Kim. Đây là cái này là Kim. Kính thưa quý vị, mấy chục năm nay không thể tưởng tượng mặc quần áo bà sơ Carol Kim. Mà Carol Kim là tu theo dòng nào ạ? Xin chào anh ạ. Nghe sao mắc cỡ. Sơ tu dòng mến thánh giá. Cái gì? Dòng... Thưa quý vị, công Thành là ác quỷ, thành ra không biết dòng mến thánh giá là gì. Nhưng mà Thành nói Kim nghe nè. Kim với Thành hồi xưa giờ mày tao, mà bây giờ mặc cái đồ này vô không dám mày tao luôn. Trời ơi, dòng mến thánh giá hả? Vậy thì hôm nay đó, sơ hát bài gì? Trước khi mà Kim hát, sơ xin xin có lỗi cùng Chúa vì sơ sẽ quậy. Đúng. Sẽ hát nhạc quậy, thành ra Chúa Chúa tha tội cho chỉ ngày hôm nay thôi thưa Chúa. Và để tặng tất cả quý vị có mặt hôm nay cho sơ hát roll it nha. Left a good job in a city, working for a man night and day, and I never saw good side of the city till they hit the right river quick. Big wheel come on turn, brown and it keep on burn. Say we rolling, rolling, yeah, rolling. Say we rolling.
Chưa bao giờ thấy sơ mà nhảy dữ vậy. Kính thưa quý vị, sau đây xin mời nam ca sĩ Huy Tâm. Come on. Huy Tâm xin chào tất cả quý vị. Hôm nay Huy Tâm hóa trang là người mọi mà yêu một cô gái thành phố, mà cô gái ấy không đáp lại tình yêu của mình, nên Huy Tâm sẽ trình bày tất cả quý vị một bài hát Tình Hận Delilah. Mời quý vị cùng nghe. Có những số kiếm cho đắm đuối chất ngất say trong men tình, hút quay mất hết mới biết có quyết sống chết với chi yêu. Hỡi em trong tay người, em đem gian dối lấp tim yêu cho tôi khổ một đời. Khi tình đã xa cách tôi, khi người đã phụ tới rồi, thì xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị nữ ca sĩ Phi Khanh.
chào quý vị. Anh Thành ơi, lá em nó rụng hết rồi anh Thành hôm ơi. Hôm nay là em là cái gì vậy? Thưa quý vị, ngày Halloween là cái ngày mà Phi Khanh thích nhất. Anh Thành biết tại sao? Tại vì lúc còn nhỏ thì mình được nhiều kẹo. Khi mình lớn lên mình hóa trang, mình muốn làm người nào cũng được. Mà càng xấu, càng kỳ, càng lạ thì lại càng được khen. Nhưng mà anh thấy cái này có vẻ hơi thiếu vải. Thiếu vải, nhiều lá. Thưa quý vị, trong phim Batman thì không biết quý vị có biết là có một cái nhân vật nữ, cô người cô là mọc đầy lá mà là lá độc. Mà cô này là một người rất là tà. Poison Ivy. Poison Ivy, thì đó là Phi Khanh đó. Nhưng mà Poison Ivy cái mặt dữ lắm. Nhưng mà em lúc nào cũng cười toe. Mặt em quá hiền. Nhưng mà anh thấy cái áo này của em này, ở trên này, ở dưới này nó hơi cao. Lá rụng rồi anh. Cho anh cái lá. Và trên này cho nó hơi thấp. Thành ra cái mũ dưới này nó quá lộn nè. Cái này phải vô dưới này. Và hôm nay vui quá anh Thành. Quý vị có thấy vui không? Nãy giờ Phi Khanh cười quá trời. Mới chắc quý vị đang ở nhà cũng cười nhiều lắm. Thì bữa nay anh Thành muốn tặng cho tất cả quý vị đang coi chương trình Công Thành Show ngày hôm nay, em muốn hát bài gì đây? Thì cho nó vui vui đi. Đúng rồi, ngày hôm nay em hát bài vui nha. Yes. Ok, vâng, thưa quý vị. Sau đây xin mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm rất vui. Và xin quý vị trong ngày Halloween hãy control yourself, ok? Mà để cho anh nói nè, kính thưa quý vị. Ở đây chúng ta có cái sàn nhảy nè. Một lát nữa anh Hưng với anh Hương ra mở màn đi, ra nhảy cho nó vui. Kính thưa quý vị, trong ngày Halloween ngày hôm nay với giọng hát của nữ ca sĩ Phi Khanh. All the night is my world. City light, baby girl. You take myself, you take myself control.
kính thưa quý vị, sau đây là tới giây phút VHM xin tí tiền còm và sẽ trở lại cùng quý vị trong giây lát.